Như là trời cao, như nước trên nguồn trắng xuân. Mẹ mơm sức sống hát ru cho con thành người, lưng còng gánh cửa hàng, vì con mà gian nan. Nên lòng mẹ vui như trăm hoa nở trong đời. Đêm mẹ ngồi hó như dáng thân cò ôm yêu, mẹ vuốt rét mưa tái tê bao quanh ngực hiền, bao buồn tủi trong đời còn lăn dài trên môi, như giọt mồ hôi long lanh mơ mẹ ơi. Lòng đời con xin thắp dâng mẹ kính mẹ, giờ lớn mới biết khó khăn khi con làm người, đi gần hết gà đời, dù gà đời phong ba, con nguyện làm con thương yêu nhân ái. Đêm mẹ ngồi hó như dáng thân cò ôm yêu, mẹ vuốt rét mưa tái tê bao quanh ngực hiền, bao buồn tủi trong đời còn lăn dài trên môi, như giọt mồ hôi long lanh mơ mẹ ơi. Hey.
Bài ca con hát cho ba
còn hát không nên lời. Mẹ ơi, có nghe được tiếng hát trong lòng con? Bài ca con hát cho bao người, nhưng cho mẹ con hát không nên lời. Mẹ ơi, có nghe được tiếng hát trong lòng con? Mẹ ơi, có nghe được tiếng hát trong lòng
xa nhau thật rồi. Còn đây đêm cuối nói cho cạn lời, nghe thời gian đi qua mau, nỗi buồn chợt dâng lên cao. Người ơi biết chăng lòng đau, đường chia đôi ngã xa xôi mịt mùng. Người vui duyên mới riêng tôi lạnh lùng. Khi thuyền rời mang hương yêu, bỏ lại dòng sông cô liêu, tôi cho khách sang đò chiều. Tình ngỡ chết đuối cho người quên môi cười, tàn đêm đau phận buồn biết rằng làm sao. Thôi hết rồi nhìn nhau lần cuối, nghe trái sầu rung trong lòng tôi, dấu tâm sự phút giây lìa đôi. Đừng quên em nhé, hương xưa một thời, tìm trong dĩ vãng cơn mơ gọi mời. Một lần tình yêu ly tan, một đời người vui cao sang, còn tôi khóc duyên muộn màng. Em ơi, đây là đêm cuối của hai đứa mình. Ngày mai chúng ta sẽ mãi mất nhau. Anh không biết làm sao để quên đi nỗi đau buồn khi phải xa em. Không trách em đâu, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa nghe em. Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, còn đây đêm cuối nói cho cạn lời. Ân tình rồi đây phai phôi, chỉ còn mình ta đơn côi, người ta đã quên thật rồi, người đã quên đi bao lời yêu hôm nào, người đã quên ta rồi, ta còn nhớ hôm nay. Đau đớn lòng nhìn em lần cuối, em đây rồi mà xa ngàn khơi, nghe thương sầu xót xa lòng tôi. Còn đâu em hỡi hương xưa một thời, tìm trong dĩ vãng cơn mơ gọi mời. Thôi rồi tình ta ly ta, nay người về nơi cao sang, bỏ ta khóc duyên bè bàng. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao sang, bỏ ta khóc duyên bè bàng. Thôi rồi tình ta ly tan. Con xin gửi đến cha mẹ những lời nói từ trái tim mà con ấp ủ bấy lâu. Càng lớn lên, con càng hiểu rằng công ơn, tình thương cha mẹ dành cho con sâu đậm bao nhiêu. Những tháng ngày gian nan cực khổ, mẹ cha nuôi con khôn lớn, con luôn ghi nhớ mãi suốt đời. Con vì con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ
nuôi đàn con khôn lớn nên người. Ân tình sâu đậm mẹ cha thương con vớ bờ vô bờ, trông cha như núi cao vời, nghĩa mẹ như nước biển khơi dài. Con ốm đau mẹ thương con thức trắng đêm thâu, nay con về đây bao năm ngược xuôi bốn ba thăm lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Bây giờ con đã về đây nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng là đây con luôn ghi nhớ trong lòng. Đạm con sâu trọn đời. Mình giao cầu tư khổ bổng cầu
tết đều hồn dòng trăng tiếng hiệu tắt cần lưu quẩn Thank you.
quyền sở tại. Chào kính thưa tất cả các bác cô chú các chị có mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Vì được sự đồng ý và tín nhiệm của gia đình, có về cơ sở mai táng dòng ông Tố Hai Quảng cho anh Châu đảm trách đến đây để làm lễ an táng cho hương linh của người mẹ quá cố Nguyễn Đức Triều. Và cũng để đáp lại lòng tin tưởng đó, cơ sở mai táng dòng ông Tố Hai Quảng do anh Châu đảm trách có phụ cúng cho mẹ một chương trình văn nghệ. Trước là phần ca cúng và tiếp đó là lớp trích đoạn cái lối từ sự phát quàng các con báo hiếu, vì trong lát nữa đây đúng 7 giờ lễ đọc quan. Trên cái cổ áo quan từ từ di chuyển thì không biết bao nhiêu đôi mắt của người thân hướng theo cổ quan tài và tôi rơi dòng lệ. Bởi thế hôm nay chúng cháu đến đây xin nguyện đem lời ca tiếng hát và đứng trước cổ áo quan cầu chúc hương hồn của người bà người mẹ quá cố Nguyễn Đức Triều hưởng dương 55 tuổi sớm giảng sanh về biển Phật quốc. Và cũng không quên chúc cho tổng thể tất cả quý khách được dồi dào sức khỏe. Mẹ ơi, chắc lát nữa đây khi chiếc xe tăng từ từ lăn bánh, cháu con dõi mắt nhìn theo mà dòng lệ mà đi tuôn trào. Mẹ đã mãi mãi muôn đời xa nhau mẹ con. Rồi những ngày tháng bên nhau như giờ đây mẹ đã không còn nữa. Mẹ đã đi không bao giờ trở lại. Mẹ tôi mãi nằm im trong cổ quan tài. Thank you.
sới có điều chi quy bảo. Bẩm sới gia có một thiếu nữ xin được vào yết kiến. Có một nàng thiếu nữ muốn vào trong yết kiến à. Nữ cho nàng ấy nhập suy được. Xin tốt lên. Thôi. Dạ, tiên nữ xin đi đầu sớm mắt sói gia. Chúc sói gia phước như trường thọ. Ta miễn lễ, nàng hãy đứng lên thứ nhất dẫn đỡ kỳ. Nghe bổn sói hỏi, đi đâu đó một buổi mờ sông lướt. Thân độc thành nhi nữ trải qua. Có điều gì, mau bài giải cùng với bổn sói gia. Màu nói rõ hà cư hà sử. Và trên kỳ đặc có lời thăm hỏi, chứ tiền đều xin phép được tỏ bài. Nàng hãy nói đi. Hàng ngũ của ta sao? Nàng kia nó phong tỏ cho rỗ một đời. Nếu mình tận tường ta vô biết hãy nắng mặt nhìn ta cho tường ta xin tốt lên nào. Ai kia thằng ta của hai đời thằng hai quân quỳ của súc em không ấy nhà nó cũng giữ mẹ cha nơi ai quan là người giữa đêm thật quyền hy chẳng hay giao quyết có điều gì hủ sở sao đã ba năm qua anh chẳng quay về đến quê nhà cha mẹ nhược trong hai đêm luôn đưa con xa nhà dọn về sông nhớ thương về quê quý ơi sao ba năm trời xa cách cha mẹ về anh khỏe thôi cũng nên kịp nữa.
anh mình hãy nuốt lễ vào tim, lo trắc mã muốn khuy đi về cho tiếng mẹ hiền lần sau cũng ta mong cái tên được kéo khắp cỏ kia tưa thôi hả mũi vẫn đó. Bồ Tát chốn năm hãy an lành tịnh độ, lòng cũng còn lo lắng chuyện thế gian. Nam mô A Di Đà Phật. Mẹ hiền nằm
trong cổ quê quen. Mẹ ơi cho mẹ đau đau đành tâm bỏ trèo lê dương thế. Mẹ tôi đã ra đi muôn đời thiền thu biệt ly. Tôi biết luôn người thức tổ. Mẹ ơi,
chúng sao vui, chúng thứ mà chúng con xin mời cha hãy nhắc mời. Để mẹ yên lòng nhắm mắt ra đi, để dành khăn trắng để có được làm lễ bao yêu mộng. Ngày mẹ nhắm mắt ra đi, con không thể quay về. Mẹ hiền ơi, cha già cháu có ta. ngày hôm nay cha đã vĩnh viễn mất đi người vợ mà sau bao nhiêu năm trời cùng chôn chăn sẻ gối. Mấy ngày qua được sự tận tình của bà con cô bác đã về đến chia buồn cùng gia quyến, thăm ân
nghĩa cử đó, cha cùng các em không biết nói gì hơn. Xin có đôi lời cảm tạ đến bà con cô bác đã không ngại đường xá xa xôi về để chia buồn cùng gia quyến. Trong lúc ta gia bối rối chắc hẳn có nhiều điều sai sót, cha cùng chú con kính mong bà con cô bác thương tình bỏ qua cho. Và chúng con xin gửi lời tri ân đến quý sư thầy đã đại giá quang lâm về đây hội niệm từng thời kinh, để trong hồn của mẹ con được cao đăng Phật quốc. Chúng con cũng không quên cảm ơn ban nhạc lễ, đội kèn tay, đội âm công. Trong lát nửa đây đúng 7 giờ sẽ đưa linh cữu của mẹ con về đến nơi an nghỉ cuối cùng. Và đặc biệt, gia đình chúng con chân thành cảm ơn cơ sở mai táng dòng ông Tố Hai Quảng do anh Châu đảm trách. Mấy ngày qua đã tạo được mọi điều kiện giúp đỡ cho gia đình con, để buổi tang quý của mẹ con thêm phần trang nghiêm và lòng trọng. Mẹ ơi, từ đây ngôi nhà này sẽ không còn hình bóng của mẹ. Khi những buổi cơm gia đình dọn lên, cha và cậu vĩnh viễn không còn được nghe giọng nói với cười thân yêu của mẹ hiền, mà chỉ nhìn thấy hình ảnh mẹ qua làn khói hương nghi ngút. Từ nãy và mãi mãi về sau, các em vĩnh viễn muôn đời sẽ không còn được gọi hai tiếng mẹ ơi trên cõi đời này. Vì mẹ của con đã mãi mãi ra đi, sẽ không bao giờ trở về với cha và các em được nữa. Cũng sắp tới giờ làm lễ đồng quan, giờ để trước với ảnh của mẹ hiền, các con các cháu đầu trích mảnh khăn tang đứng trước bà con cô bác, xin sẵn tâm gửi đến bà con cô bác đi mà lại đại hồng. Hãy
Châu đạo trách phụng cúng sẽ được khép lại.
xin kính thưa quý ông bà cô bác thông gia, bà con thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu gần xa đã có mặt trong lễ tang hôm nay để tưởng đưa linh cữu của em. Chúng tôi nguyện đức tin sinh ngày nay 55 tuổi, chẳng qua đã lâm vào căn bệnh ngặt nghèo, đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 13 giờ ngày 6 âm lịch. Dòng chung anh chú ở mặc dầu chồng và các con tận tâm chạy chữa, các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi. Đối với gia đình em là người vợ chút thủy chung, là người mẹ, người bà bảo bực suốt cả cuộc đời vì chồng, vì con và vì cháu. Đối với gia đình, đối với xóm làng, em là một người thân tốt của đáng nhiều. Suốt trong mấy quá trình mấy ngày qua, bà con cô bác gần xa đã đến hỏi thăm chia buồn và phúng viếng cùng đồng lành với gia đình để lo phụng sự ngày đêm cho người buổi lễ tang thi phần long trọng. Trong lúc ban gia bói nói có điều chi sương sức, cũng mong ông bà cô bác điện tình tha thứ và bỏ qua. Sau khi an táng xong, tôi xin thay lời gia đình kính mời toàn thể quý ông bà cô bác anh chị em về tại tư gia dùng chén cơm uống chung rượu để tỏ lòng tiếp ơn sâu sắc của gia đình chúng tôi. Trong giây phút này đứng trước linh cữu của em là chồng, là con, các cháu nhìn em và niềm tước thương vô hạn. Báo cũng là số phận, chúng tôi xin cầu chúc cho linh hồn của em sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc, ngậm ngùi hơi chín suối. Xin tiễn về em, xin chân thành cảm tạ quý ông bà quá. Cuối cùng, xin phép tôi thay lời gia đình bàn giao lỡ cho đội mai táng mà không phải nhớ điều. Còn có nhớ, nhớ gọi tên,
những thuở đầy ân tình. Nằm dưới đáy chốn mộ sâu, chỉ nghe vang bao niềm đau. Lạnh buốt giá rét từng đêm, rét từng đêm. Rồi có một ngày, một ngày rêu xanh trên bia đá, tim ngắt không gian, mây trời gọi gió mưa nhòa. Mộ vắng đường dài, chẳng còn ai qua lại, chẳng còn nhang còn khói, xót xa cũng buồn tháng ngày trôi. Thân ơi, thôi rời xa, người yêu ơi, thôi rồi quên. Còn có nhớ, nhớ gọi tên, nhưng thuở đầy ân tình. Nằm dưới đáy chốn mộ sâu, chỉ nghe vang bao niềm đau. Lạnh buốt giá rét từng đêm, rét từng có một ngày rêu xanh trên bia đá, tim ngắt không gian, mây trời gọi gió mưa nhòa. Mộ vắng đường dài, chẳng còn ai qua lại, chẳng còn nhang còn khói, xót xa cũng buồn tháng ngày
Trời